Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Julie. Đại học Illinois của Mỹ hợp tác với trường đại học của Vingroup, VinUniversity, đào tạo nhân lực về y tế thông minh. Trường đại học của Vingroup, VinUniversity và đối tác ở Mỹ, Đại học Illinois, vừa tuyên bố khai trương một trung tâm nghiên cứu y tế thông minh với trọng tâm hợp tác nghiên cứu trong công nghệ sinh học và khoa học dữ liệu. Trung tâm nghiên cứu sức khỏe thông minh VinUni Illinois, gọi tắt là VSSHC, được Vingroup, tập đoàn kinh doanh lớn nhất Việt Nam tập trung vào công nghệ, công nghiệp và dịch vụ, tài trợ 13.5 triệu đô la để phát triển các dự án có thể tác động tích cực đến sức khỏe con người với chi phí thấp và dễ tiếp cận. VinUni và Đại học Illinois hợp tác thành lập VISHC Vingroup cho biết rằng trung tâm được ra đời trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm bộc lộ những lỗ hổng và sự quá tải trong hệ thống y tế của nhiều nước, bao gồm cả những nước có nền y học tân tiến nhất. Vingroup cho biết VSHSC sẽ liên kết đào tạo tại hai trường, Đại học Illinois và VinUni, các thạc sĩ tiến sĩ và học giả sau tiến sĩ trong những ngành khoa học công nghệ then chốt cho sức khỏe thông minh ở Việt Nam. Sự hợp tác giữa VinUni và Đại học Illinois hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả vượt trội bằng cách tận dụng thế mạnh của cả hai bên đối tác. Đại học Illinois là một đại học danh tiếng của Mỹ với hơn 150 năm kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học công nghệ. Theo US News 2022, Đại học Illinois là một trong 15 trường đại học hàng đầu có nhiều người đoạt giải Nobel nhất trên thế giới. Trong khi đó, VinUni là một trường đại học tư thục bất dự lợi được Vingroup thành lập vào năm 2018, chuyên đào tạo sinh viên trong ba nhóm ngành chính gồm kinh doanh quản trị, kỹ thuật và khoa học máy tính, cũng như khoa học sức khỏe. Quỹ VinFuture do Vingroup sáng lập năm 2020, hồi đầu năm nay trao 4 giải thưởng trị giá 4.5 triệu đô la cho những nhà khoa học đang nghiên cứu về công nghệ mRNA mở đường cho việc chế tạo vaccine ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, Vingroup cũng tham gia lĩnh vực công nghệ chế tạo với việc thành lập hãng xe VinFast vào năm 2017. Hãng xe đầu tiên của Việt Nam bắt đầu chế tạo xe hơi vào năm 2019 và dự định sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ vào cuối năm nay. Liên quan đến các vụ chuyến bay giải cứu thì có thêm 6 người đã bị bắt. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vào hôm 25 tháng 7 đã khởi tố và bắt tạm giam thêm cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và 5 người khác liên quan đến vụ nhận hối lộ để mà xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Thông tin được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam công bố cho biết đã có 4 người bị bắt về tội danh nhận hối lộ, đó là Trần Văn Dự, 61 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Vũ Sĩ Cường, 36 tuổi, là cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an; Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi, là chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng của Chính phủ; và Ngô Quang Tuấn, 38 tuổi, là chuyên viên vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Một người bị bắt với tội danh là đưa hối lộ, đó là Nguyễn Tiến Mạnh, 52 tuổi, người giữ chức vụ lãnh đạo điều hành của hai công ty dịch vụ du lịch. Và người thứ 6 bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có tên là Bùi Huy Hoàng, 34 tuổi, một cán bộ Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế. Và công an cũng đã khám xét chỗ ở cũng như nơi làm việc của 6 người nêu trên. Tính cả 6 người vừa bị tạm giam cho đến nay thì công an Việt Nam đã bắt tổng cộng là 17 người có vai trò trong vụ bê bối, đưa, nhận hối lộ hoặc là bị đông đảo người dân lên án. Nổi bật trong những người bị bắt đó là ông Tô Anh Dũng, là Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Hương Lan, là Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ. Vụ bê bối đã gắn với các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch COVID-19 và thường được gọi là chuyến bay giải cứu, đã diễn ra trong giai đoạn 2 năm 2020 và 2021. Khi đó thì đại dịch đã làm các nước đóng cửa biên giới, vì vậy các công dân Việt Nam đã phải bỏ ra một chi phí cao từ gấp 5 cho đến gấp 8 lần so với trước đại dịch để mà có thể trở về nhà trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Thành phố Sài Gòn lo thiếu nước sạch. Thành phố Sài Gòn chỉ có thể cầm cự không quá một ngày nếu mất nước bởi đô thị 10 triệu dân chưa có đủ nguồn dự phòng trong tình huống khẩn nguy.
Năm 1975, dân số Sài Gòn khoảng 3 triệu người. 47 năm sau, số người sinh sống tại thành phố là gần 10 triệu người, chưa tính khách vãng lai. Trong khi dân số ngày càng tăng, diện tích sông ngòi giảm do bị lấn chiếm trong quá trình đô thị hóa, phẩm chất nước ngày một kém đi. Nghịch lý này đã khiến nhiều chuyên gia môi trường lo ngại về một tương lai thiếu nước của trung tâm kinh tế thành phố Sài Gòn. Theo ông Đào Nguyên Khôi, trưởng khoa môi trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Sài Gòn cho biết, thiếu nước vật lý do vị trí địa lý của khu vực đó không đủ nước ngọt để cung cấp cho tiêu dùng. Còn thiếu nước kinh tế xuất phát từ quản lý yếu kém khiến nguồn nước đáng lẽ đủ nhưng không bảo đảm nhu cầu. Thành phố Sài Gòn có nguy cơ rơi vào nhóm thứ hai. Theo chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, đây cũng là nguyên nhân chính khiến một số quốc gia, khu vực trên thế giới thiếu nước. Mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ em bị chết đuối. Vào ngày 25 tháng 7 hàng năm được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Thế giới Phòng chống chết đuối. Ngày này năm nay thì có chủ đề là hãy hành động để phòng chống chết đuối. Theo Tổ chức Y tế Thế giới là WHO, trong thập niên vừa qua, chết đuối đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.5 triệu người. Và hơn 90% các trường hợp bị chết đuối đã diễn ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là vùng nông thôn. Tại Việt Nam thì chết đuối là một trong 10 nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho đến 14. Dù chết đuối mỗi năm đã giảm đi từ 3 cho đến 5%, nhưng theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì mỗi năm vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi đã bị chết do chết đuối. Thời gian qua thì một số tổ chức quốc tế đã phối hợp để hỗ trợ cho Việt Nam triển khai các chương trình dạy bơi cho trẻ em, với hàng chục ngàn trẻ em được dạy biết bơi và biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. WHO khuyến khích các nước quốc gia là xây dựng quy định chính sách chiến lược dài hạn và đầu tư nguồn lực cho phòng chống việc chết đuối ở trẻ em. Ở cấp độ gia đình thì WHO đề nghị cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần chung tay mang các kiến thức về an toàn trong môi trường nước và chủ động đăng ký cho các trẻ em tham gia các lớp học bơi an toàn. Cựu cán bộ đội chống buôn lậu bị bắt giữ vì buôn lậu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Sài Gòn đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Đông, cựu cán bộ phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Sài Gòn, và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn để điều tra về tội buôn lậu. Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn. Các bị can trên có liên quan đến vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ thuộc đội chống buôn lậu, phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Sài Gòn và đồng phạm thực hiện, mà cơ quan điều tra đã khởi tố trước đó. Hoàng Duy Tiến thỏa thuận với một số chủ cửa hàng kinh doanh máy móc cũ thông qua doanh nghiệp do Tiến thành lập để nhập máy móc đã qua sử dụng ở nước ngoài về tiêu thụ trong nước, bằng cách kê khai gian dối là thiết bị nhập cảng nhằm mục đích đưa vào sản xuất. Ông Tiến đã chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều công ty khác nhau để đứng tên pháp nhân nhập cảng các container hàng và phân công công việc cụ thể cho các nhân viên để làm thủ tục hồ sơ nhập cảng các container này. Từ tháng 8 năm 2019 đến nay, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã thành lập 47 công ty sử dụng tư cách pháp nhân của 45 trong 47 công ty để mở nhập cảng gần 1.300 container hàng máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài, với trị giá ước tính là gần 200 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Võ Văn Đông, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn là các chủ hàng đã thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán kiếm lời. Tìm thấy thi thể mà nghi là của 4 người Việt trong nhà kho bị cháy ở tại Anh. Cảnh sát Manchester cho biết là họ nhận được báo cáo vào hôm 21 tháng 7 là có 4 người Việt Nam đang mất tích và có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn. Các công nhân dọn dẹp hiện trường đã phát hiện ra hài cốt tại nhà kho Bismarck House Mill vào hôm 23 tháng 7. Và thông tin ban đầu thì cho biết là chỉ có một thi thể, nhưng cảnh sát cho biết là có thể có đến 4. Và thanh tra Lewis Hill thuộc lực lượng cảnh sát của Manchester thì cho biết, cho đến nay thì chúng tôi tìm thấy hài cốt liên quan đến một người, nhưng chúng tôi cũng đang điều tra giả thuyết là có tới 4 người có liên quan. Có thể có nhiều hơn hoặc là ít hơn 4 người,
vẫn còn sớm để mà khẳng định điều này. Trước đó thì có một đám cháy lớn đã diễn ra ở tòa nhà này vào ngày 7 tháng 5, khiến cho lực lượng cứu hỏa phải mất đến 4 ngày mới có thể dập tắt. Và cảnh sát cho biết là ban đầu mọi người tin là không có ai ở bên trong vào thời điểm hỏa hoạn. Và thanh tra Hughes cho biết là họ nắm được thông tin về các công dân Việt Nam bị thiệt mạng qua trung gian. Và cảnh sát khẳng định là sẽ làm việc với các cơ quan đối tác để mà cung cấp thông tin đầy đủ và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đồng thời khẳng định là sẽ điều tra xem sự việc là có yếu tố hình sự hay không. Ông Leon Parker là một sĩ quan của lực lượng cứu hỏa Manchester cho biết là tòa nhà được cho là đang khóa cửa vào thời điểm bị cháy vào lúc sáng sớm. Và tòa nhà này đã đặt nhiều công ty dùng làm nhà kho. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.